Xin chào tất cả quý vị khán giả, tôi là Tiến Đạt và chúng ta đang đến với chương trình Acoustic Show trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz, một không gian âm nhạc tự do phóng khoáng và vô cùng mộc mạc. Đón theo dõi show vào lúc 15 giờ tới 16 giờ chủ nhật hàng tuần và thứ sáu hàng tuần trên FM 89 MHz các bạn nhé. Và các bạn có thể tương tác với chương trình qua số hotline 0838337826 và cũng có thể truy cập Facebook On Air cùng biệt đội siêu nhiên để có những thông tin từ chương trình nhé. Còn bây giờ thì Tiến Đạt sẽ có một bất ngờ thú vị dành cho các bạn đây. Đừng chuyển kênh nhé. Chào mừng quý khách đang đến với rạp phim 89. Xin lưu ý trước khi bắt đầu xem phim, không được sử dụng các thiết bị ghi hình khi xem phim, không được ồn ào trong lúc xem phim, không được hút thuốc trong rạp phim. Cửa thoát hiểm ở vị trí góc trái. Chúc quý khách xem phim vui vẻ. Chúng ta đang ở trong không gian một rạp phim với rất nhiều những tiếng động, những âm thanh và những cảm xúc của ngôn nghệ thuật điện ảnh đã mang lại. Và hôm nay Tiến Đạt có mời đến phòng thu một nhân vật mà có thể giọng nói của bạn ấy rất là quen thuộc đối với khán giả truyền hình và những bài hát được chuyển âm từ những bộ phim nước ngoài và hát tiếng Việt. Bài hát vừa rồi mà quý vị các bạn vừa nghe là một bài hát nhạc phim của bộ phim Lịch sử khai phá vũ trụ, một bài hát trong nhạc phim của Doraemon. Xin giới thiệu nghệ sĩ lồng tiếng Huyền Chi. Chào Huyền Chi.
Huyền chỉ có thể ngồi là xích lại mi một chút xíu để nghe giọng Huyền Chi rõ hơn. Bài hát vừa rồi là một bài hát nhạc Doraemon. Cái cảm xúc của Huyền Chi khi mà đến rạp phim ngày hôm nay như thế nào? Đang chờ coi chút nữa mình sẽ xem phim gì. Hồi nãy thì có một đoạn trailer của Doraemon và có nghe giọng một số người bạn của mình đúng không? Đúng vậy. Cảm xúc sao? Hơi rung rung một xíu thôi. Hơi xúc động. Bình thường thì Huyền Chi thì đã quen với phòng thu thôi đúng không? Là quen với lại không gian phòng thu. Ở ngoài thì có hai lớp cửa thằng trịch đóng lại, và thế là một cái thế giới của phim ảnh được mở ra trước mắt, và mình cứ đắm chìm trong phòng thu thôi. Thì hôm nay được cũng ở trong phòng thu luôn, nhưng mà một phòng thu khác, một phòng thu của kênh FM Cảm Xúc 89MHz. Thì nó có khác gì phòng thu so với cuộc sống hàng ngày của Huyền Chi? Khác nhiều lắm. Khác gì? Khác gì? Khác gì? Khác gì? Tại vì bây giờ là có khán giả đang trực tiếp nghe. Mình mà lỡ mà nói líu hay nói sai cái gì á, là không có thời gian, không có cơ hội để mà sửa nữa. Không sao đâu Huyền Chi, Tiến Đạt cứ nói líu hoài cũng không có sao. Ngôn nghệ thuật thề. Thính giả có thể là cũng có bắt lỗi, nhưng mà thính giả thì rất là rộng lượng để nghe câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thôi. Huyền Chi có thể gửi một lời chào đến với thính giả và những fan ruột. Theo Tiến Đạt được biết thì Huyền Chi có rất là nhiều fan, đặc biệt là những bạn thiếu nhi nhỏ, rất là quan tâm tới những cái hoạt động của Huyền Chi. Bạn thân ơi, vui quá là vui, bao ước mơ mình vẫn đi tìm. Chợt hôm nay bạn đã khiến cho ước mơ bỗng nhiên không còn là xa xôi. Bạn thân ơi, vui quá là vui, bao ước mơ cùng tôi thân kỳ. Bạn có ba giọng mà chỉ lần tiếng mà mọi người mấy em biết nhiều. Đó là một giọng một cô giáo đánh đá, giọng một em bé đánh đá, và một bạn dễ thương hơi đánh đá. Tưởng ba người đánh đá hết luôn á, cuối cùng cũng vớt vát được một cái từ dễ thương trong đây. Bây giờ thì giọng cô giáo mà đánh đá thì nói thì sao? Xin chào các bạn. Ủa đâu thấy đánh đá đâu, thấy dễ thương không ạ? À? Cái gì đó đánh đá chứ. Tại nhân vật đó đánh đá nhưng mà giọng không đánh đá. Hai cái vai đánh đá rồi thì cái vai thứ ba là nó dễ thương đi. Dễ thương là vai cũng trong Doraemon luôn, là Doremi. Anh Doraemon ơi, anh Nobita ơi, em là Doremi nè. Cái này là dễ thương thiệt. Mình phiêu lưu đi khắp hành tinh, khám phá luôn đại dương sâu thẳm. Bàn chân ta in dấu khắp nơi sương vui, chúng ta sẽ học nhiều điều hay. Ngàn ngôi sao nơi vũ trụ xa, ta ước mong được đến một ngày. Chẳng lo chi bao bối có ngay thiên xa, cách chi cũng gần kề bên. Ước muốn du lịch khắp nơi mà chẳng tốn tiền chi. Ước muốn du lịch khắp nơi, cánh cửa thần kỳ nè. Máy thông minh đang yêu kiếm đôi lẽ mộng. Mèo máy thông minh đã yêu ghê. Đơ đơ ê.